Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công khai minh bạch chế độ chính sách của nhà nước và công khai số diện tích cũng như số tiền đền bù của từng hộ dân, nên chỉ sau gần 2 tháng triển khai, huyện Ân Thi đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp sạch trên địa bàn xã Xuân Trúc. Đây là số ít khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh nhất đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nắm được chủ trương từ trước và ngay khi được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, gia đình ông Quảng ở thôn Trúc Lẻ, xã Xuân Trúc đã bàn giao đủ và nhận tiền đền bù 9 sào ruộng cấy để xây dựng khu công nghiệp sạch. Dự án đã về tại là cơ sở triển khai từng bước một, công khai cụ thể như là bây giờ là kiểm đếm đấy, từ là mộ mã cho đến diện tích, rồi là cho đến là các cái biên bản đấy, bàn giao ruộng và diện tích giải thửa đã cụ thể đến người dân. Ngày 2 tháng 12 năm 2021, huyện Ân Thi thành lập hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện tới xã cùng các ngành đoàn thể, làm việc không kể ngày nghỉ, ngày lễ và trong cả dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ngày 15 tháng 1 năm 2022, hội đồng bắt đầu chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với số tiền gần 130 triệu đồng một sào. Đến ngày 30 tháng 1, hầu hết các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Như vậy, chỉ sau gần 2 tháng, toàn bộ diện tích của khu công nghiệp đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Quan trọng hàng đầu là cái công tác chuẩn bị và công tác tuyên truyền cho đến tận người dân. Đấy, và quá trình tổ chức hiện là đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, gửi toàn bộ hồ sơ, các văn bản liên quan đến chế độ chính sách để người dân nghiên cứu. Khu công nghiệp sạch có diện tích 143,08 ha. Ngoài phần ít diện tích đất nông nghiệp ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, phần lớn diện tích ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi là 127,3 ha liên quan đến đất nông nghiệp của 547 hộ dân. Còn hiện nay còn 2 hộ liên quan đến hệ số K. Thì đến thời điểm này chúng tôi đã tuyên truyền vận động, thì trong đó có một hộ gia đình liên quan thời gian qua hệ số K là không có mặt tại địa phương, còn một hộ thì chưa nhận ruộng, là chúng tôi tiếp tục sẽ có cái hướng để giải quyết trong thời gian tới, làm sao là chúng ta địa phương sẽ hoàn thành được công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi thấy là tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án này là rất nhanh và thần tốc. Đấy, nhờ sự cố gắng của các cấp chính quyền của địa phương và người dân đã góp phần tạo nên sự thành công của dự án. Và cái mấu chốt của sự giải phóng mặt bằng là phải đúng luật và công khai minh bạch. Chúng tôi là những nhà đầu tư thì chúng tôi sẽ quyết tâm là sẽ thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội văn hóa của địa phương. Công khai, minh bạch cùng với tuyên truyền vận động, lắng nghe những ý kiến chính đáng từ nhân dân để tạo đồng thuận về chủ trương, định hướng phát triển lớn và lâu dài tại địa phương là chìa khóa quan trọng nhất để Ân Thi làm tốt công tác giải phóng mặt bằng nhanh cho các dự án và đầu tư, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xã hội.